Ngay trong ngày Chủ nhật, tất cả đồng đạo về Tam Bảo để sám hối, gợi lại những lời thầy đã dặn mình, cùng là tình đồng đạo thương yêu nhau để đùm bọc sự sinh sống trong một quân hạng này rất tốt đẹp, sống hòa giải với nhau tình thiêng liêng cao cả, chia sớt ngọt bùi trong một buổi chiều đói lạnh cơ hàng đùm với nhau, sớt che chăn gối và chăm sóc qua chấp tất cả những bệnh tình và đời sống anh em chung quy bần sĩ vô danh là đức cầu có mặt trong một ngày này để làm gì? Để làm chứng cho quý vị cũng như tất cả các hàng chư Phật, họ cũng không làm gì đâu, họ làm chứng cho quý vị đó. Có lắm khi quý vị oan ức, quý vị đau khổ, không, chúng sanh thiết tha tha thiết, Phật ơi chứng minh cho con. Mà ngày chứng là phải minh triết, rất là trong sáng, rất là thật, chứ Phật không có chứng cái dối gian. Ngài chỉ làm chứng, đức cầu bảo chứng cho mình đó. Chứ Ngài không thể cứu mình được đâu, mà chính mình phải cứu mình. Mình phải tự độ lấy mình. Mình phải biết con đường nào để trở về. Thì quý vị tự nghĩ. Hôm nay trong mỗi hàng tuần ở tại thiền tình Vũ Sơn, cũng như trong cái chu du ở chỗ này, tọa độ này và sơ độ này, Đức Ngài đã tạo dựng từ đời đời kiếp kiếp cho đến ngày hôm nay. Chúng ta đi đến đây, về đây được có một cái hàng rào bủa văn bằng thiên liêng, bằng muôn pháp lạ của Phật, bằng một tinh thần cao cả là một cây trụ, một cái sự vững chắc của đạo là một sự, một cái tâm lành quý vị là một con đường trong sáng trong sạch. Chúng ta đóng góp lẫn nhau để đi trên con đường qua vạn hải. Thì ngay bây giờ thuyền quý vị đã có bến rồi, đã biết bến, biết bờ, ráng mà chèo chống qua những khúc vịnh hiểm nguy nan. Trên đường về Phật không có dễ, không đơn thuần, không tự nhiên đâu. Tất cả đạo tràng, đạo hữu, đồng đạo, tha phương, hoặc là gần hay xa, trong hay ngoài, gần ta hay là xa ta, có mặt ở đây hay không có mặt cũng vậy thôi. Bần sĩ vô danh muốn thăm tất cả chứ quý vị không bằng hình thể nữa, mà bằng tâm, bằng một sự mà quý vị không cấp bắt được, không thấy được mới quý. Cái gì cầm tay được, thấy được, bưng được, sờ mó được, trả lời được, không quý, không quý. Mà cái gì không mà có mới quý. Chúng ta đi sâu vào ánh đạo, đi sâu vào những đáy nguyệt tình thương, chúng ta đi sâu vào mầm mống của đạo giáo, rất là chắc chắn chúng ta chung thủy vô cùng mà đi ở bên trong của mình. Cái tình thương gợi bên trong để cùng tu đạo, tình thương đó khó kiếm. Cái tình thương ở bên ngoài hình thức ve vuốt, nô đùa, bỡn giỡn, cái tình thương ấy rất rẻ. Mà cái tình thương đặc biệt không ai thấy được mình thương, mà đó là một cái tình thương thật sự của Thượng Đế ban cho tất cả mọi người thiêng liêng cao cả. Hôm nay chúng ta vừa sống chung trong một mái nhà thánh đức, hay là nơi trại rầy, hay là một khu rừng vắng lặng thiên nhiên tạo, hay là nơi chốn học đường trong một ngày mà thầy đã giáo huấn, giáo dục, giáo từ cho mình và khuyến dặn mình cố gắng hy sinh lên, tiến lên, sự tiến hóa của mình đừng ngập ngừng nữa. Chúng ta phải cần kiểm duyệt từng phút giây, từng hơi thở, bất cứ hành động của mình, làm một việc gì
cũng không rời rạc mà bỏ đi sự tu đạo của mình hết. Mình bỏ Phật chứ Phật không có xa mà bỏ mình đâu. Hôm nay Đức Cậu có đôi lời thiết tha trong một hơi thở cuối cùng, cũng như là trong chờ mãi mãi, hy là đợi cho đến bóng hồng gần khuất lần, chúng sanh nói rằng con sẽ trở lại thuyền, hay là đi về Phật, hay là Đức Cậu Thầy đã chờ đợi con. Nhưng mà chờ mãi chờ hoài chúng sanh không có quay về, thì quý đạo nghĩ sao? Chắc có lẽ rằng bao nhiêu trăm kiếp đời ông lão cũng mòn mỏi lắm rồi, chứ phải vậy không? Chịu xương tiếp phủ phàng, chịu mưa phong bão thác, đến hơi thở sắp ngắn ngủi rồi, chúng sanh ơi không chịu quay về đường lối chân thật của mình, thì chiếc đò trời này ta sẽ lui không còn đậu nữa. Còn đồng đạo đạo hữu của ta ơi, trong một đêm nay giảng dài xương tiết phụ, thầy chưa rảnh rang, Đức Cậu vẫn còn chờ đợi bến thuyền, khao khát hẳn tình thương bác ái nhân loại chúng sanh đem cúng dâng cho ta một món ăn tinh thần thỏa đáng, một món rất cao cả mà chờ đợi từ bấy lâu nay, vẫn đem một món phàm trần, những vật đồ tối cao tối thượng mua sắm rất là mắc mỏ trên thế gian này gọi là quý, phải vậy không? Còn thầy trông trò đem cúng dường một tấm thân trong sạch, một linh hồn rất cao thượng, là một hoài bão nhưng trong mãi trong hoài không thấy. Hôm nay còn gượng một phút giây rồi cũng giả từ để chia tay. Bần sĩ là Đức Cậu nói rõ cho quý vị biết rằng còn ở lại đây là để bảo chứng, làm chứng cho quý vị đó, chứ không cứu được mình đâu. Tất cả phải đồng lo, đồng tu, đồng thông hiểu tất cả để loạn lạc đi, để mất mát đi, uổng lắm. Quý vị có biết bây giờ là canh mấy rồi chăng? Mà mình còn lê thê, các vị, các cấp các bậc người ta đã lên mấy tầng cúng trắng, còn mình ở dưới địa ngục coi được hay không? Sự tu đạo bồ đề không phải nói bằng cửa miệng, phải thực hiện ở bên trong, xuất hiện ra tốt đẹp, trong lành trí tuệ sáng suốt. Không đợi người nói, ta sẽ biết được trước người sẽ nói gì. Người tu ngoan ngoãn như vậy, chỉ trích, phân biệt, dịch diệt, đủ thành phần, đủ tài liệu hết. Từ đời đời kiếp kiếp tới bây giờ, chúng sanh thưa cô nghe, ngay bây giờ cậu hết còn ca kệ nữa rồi, chỉ muốn luận văn xuông để nói tâm sự cùng quý vị, để sớt chia qua những tình huống nặng nề khổ hạnh mà thôi. Nếu chúng ta tu đạo không thấy khổ, thấy sự cầu ước của mình để thỏa mãn đi những cái sự gì mà mình mong cầu cho được mình mới tu đó, thì không có giá trị mà không đến đâu hết. Các cấp các đức cao cả, đại thừa, quyền năng cao ngút trời, họ đâu có ở không mà họ đi lo cho mình từng khi mình nguyện giấy. Và họ cũng không có riêng rẻ, không có cái tâm phàm với mình mà để cá nhân mỗi ai hết, để bắt bớ hay là để phạt răng, không có. Chính mình đó, chính mình có Thượng Đế, có Phật, có tất cả. Mình phỉ nhổ, mình bôi xóa, mình phá vỡ, mình đâu có chưa. Rồi mình tung mây lướt gió, rồi mình cãi trời, mình cướp ngôi Phật, ngôi trời luôn, thì chính chúng ta không. Nhìn nhận kỹ lại đi, đạo thì hiểu rồi. Còn những người ai ơi chưa biết, ráng mà biết, ráng mà nghe, ráng mà nhìn nhận cho kỹ. Kể từ đây, khó sống trên đời này lắm. Vì quý vị tự tạo ra một cái sự khó sống. Quý vị tự tạo cho nghiêng trời đổ đất.
quý vị tự tạo cho bão gió mưa phong. Tại chúng sinh làm trời lóng đất lờ. Bần sĩ nói trong đêm dài để mình nhớ lại chuyện xa xưa. Nỗi buồn hỏi chúng tình chưa, ta còn chờ đợi sông thưa chiếc thuyền. Bần sĩ chưa có lui, vì còn đợi chúng sanh không phải đợi để xin tiền. Vì người còn quá lì phiền gian nan, còn chờ đợi đâu khôi đợi ngọc đợi vàng. Đợi bực cơ hàng ngọc đạo tu nhân. Ta còn chờ đợi chúng sanh ở đây đó, chờ xa rồi nãy chờ gần. Rồi ta nay tạo mấy thần gian quý. Chờ đến khi ngồi rồi đứng rồi lại đi. Bây giờ nằm xuống rồi tri từng lời. Chờ đợi mãi đến tả tơi thân xác. Phải chờ không sao, chờ rồi cầu Bồ Tát thứ tha. Nguyện xin tất cả toàn nhà cho người giác ngộ cõi ta bà hiền nương. Phải chờ không thì cũng đỡ phải dập đầu lại Phật mười phương. Chứng minh cho bá tánh lạc đường làm sao. Chờ mãi mãi nhưng mà người nào đâu có biết. Chờ đến nguy rồi đến kiệt tan tành. Chứ bần sĩ xuống đây đâu có còn chờ đợi đi giật để dành chờ đợi rước ngon ngành người hú lý. Đạo nghe rõ đi rồi mở trí để học hành hơn vàng tỷ tiền. Ngồi đây tri lại cõi nguồn cho người hiểu ý được rồi tập mi tuôn đạo nhân. Đức cậu chờ riết rồi lòng giả bâng khuâng. Nói hoài nói mãi người ta nói dần lẫn kiếm tiền. Đạo ơi ta không muốn lụy hay phiền. Chỉ còn nhắc nhở rồi tham thuyền công phu. Muốn tắt lặng để rồi chu du nơi Phật tình. Ai thay thầy để rồi tính chuyện ngày sau. Ai thay cứu giúp đồng bào. Ai bơi xuồng lặn lội bốn đào rước dân. Bần sĩ muốn về rồi chứ, đâu ở đây đi hưởng ngọc lượng vàng cân. Nhưng vì dân lĩnh Phật lĩnh thần sai đi. Dù có thét hay có gian nguy không có ngày. Chưa đến buổi mương tàn thầy lập trại nuôi dân. Nuôi xa rồi lại nuôi gần. Chờ khi trăng sáng rồi lu dần buồn hiu. Chúng sanh đâu có biết. Còn đối với bần sĩ quá cảnh quá kiêu. Nhìn coi ta chẳng có mì miều xa quá. Sung sướng lắm sao, sống nơi cõi ta bà. Lấy thề để tìm lại ngôi nhà tân dân. Thấy trong máy tạo xuôi dần sao quá gấp. Nếu mình không có đức ân gió tóc phải trôi. Ngồi buồn ta nghĩ ôi rồi. Biết bao lần lội núi đồi vạn khuyên. Không có tiếc rẻ nhưng chỉ thương cho các bậc lương hiền. Dù mình ám nút lệ phiền mờ lưu. Nên dặn đạo ráng mà công phu cho đúng buổi. Nghe lời thầy cẩm củi sớm chiều. Ai ghét mình cứ vẫn thương yêu. Nền đạo giáo nuông chiều tia sáng. Ai thù hận để cho người thù thỏa đáng.
còn mình tu niệm kiếp này biết dạng cho sống. Thuyền ta còn đâu trên dòng, bây giờ cậu nhắc trò trong nghe trò. Bình sĩ chỉ trích thôi, cho chúng sanh biết, để rồi con đạo được ráng lo. Công thầy vô tận rồi khổ nhiều bề, trả không hết đâu. Ráng mà tu tập chỉnh tề, đứng đi cũng vậy, mà ngồi cũng trao. Thương thầy không biết làm sao, đêm nay thầy nhắc trò ráng trao nghe trò. Cực khổ lắm, đưa đò qua mí được, đâu có phải ở nơi đây có được cái sự gì. Được là được những người học đạo từ bi, giao cho Phật đúng trong kỳ quy nhiệm. Ở đây được cái gì? Được những người sâu sao im, được những bậc thiện tài kính liệm ở bên trong. Được cái gì? Được giống được dòng, đem về Phật để nơi đảo bồng Tây Phương cành. Chứ đâu phải ở đây rồi giờ ca sang múa lành, đâu phải ở nơi này rồi thọ lắm gì đây. Nhìn rồi bốn phía đông tây, bằng ngồi suy nghĩ rồi phút giây nào nồng. Chắc có lẽ mất giống mất dòng không còn nữa, vì ta xuống đây mửa tựa bồ đề, giúp cho người mà người mãi chán chê. Bụi tuyết lặng nhưng ta vẫn làm hề cho chúng. Nói phải, nói ngay mà người cho rằng không có đúng. Đâu có phải ma tà mà dân cúng đeo gian. Buổi chiều tuyết lạnh cơ hàng, ta ngồi lũng đạo chống lạnh trang thêm buồn. Buồn thế hệ xưa điên cuồng dũng dài, buổi quân tàn còn cung bái nữa làm chi. Đời đã sắp kiệt sắp nguy, tu mau rồi sửa đạo để viện di chứng mình. Không tự ngộ, không xét được, để rồi tự, để cầu xin. Không dọn mình trong sạch, để mình minh sáng người. Còn lại đặt bàn gian giấy Phật để cầu trời, cho con được danh, được lợi, mà được thời giàu sang. U mê nào biết hãng tàn, đời nay sắp kiếp, rồi khai hoàn sắp ra. Chúng sanh ơi, sắp tiêu diệt cõi ta bà đâu còn nữa. Nếu mà người ngoan ngoan ráng mửa tửa bồ đề, bần sĩ nguyện rồi bần sĩ đưa quý vị về, về bên Phật đậu nơi lề thánh đức. Đưa đò đâu có ngày vàng muôn triệu ước, mong quý đạo trời đãi lực hòa chung. Đã ta nói lại ta khùng, bông mây sắp kéo chập chung rồi than. Khùng xuống đây đâu có luận bàn việc thế, dâng lệnh trời của Ngọc Đế sai đi. Xuống đây thọ lành giáng quý tại vì phát nguyện thì đại từ đại bi nơi trần. Chúng sinh tịnh gì đi để cho đạo sĩ bần, nói thêm chút nữa để xuôi ngần buộc nghiêng. Chúng sanh nơi quay về đi chung đừng có tư riêng, đời tàn quá cận rồi lập thiên bây giờ. Bần sĩ nói ở đây đó, không gian sắp phẳng lặng như tờ. Đây rồi đen tối tay giờ không ai. Như thế đó, trăm đắng ngàn cay đâu có biết, còn canh phong ba tiêu diệt không tường. Cứ chui mình trong xó tối bất
lương, làm nghịch tử, làm trái đường trời đất. Như thế đó hỏi làm sao còn hay phải mất? Người cứ trả lời ta đem cất ở bên trong. Ngày nay bơ vơ giống dòng, bần hèn đang đợi đang trong người hồi trong chúng sinh. Nhưng mà thấy quả đang nhồi, không tu thì như núi như đồi quá cao, có tu mới được ngày nào. Phật trời xó tội dù như biến cù lao cũng nhàn. Hôm nay bần sĩ nói thuyết rất là tinh vi thanh tịnh rõ ràng, để cho người nhận thức được nhịp nhàng biến tới. Sự thế khổ đã tới bây giờ quý vị, sắp loạn cuồng để đánh đổ cái trí mà ngu. Nói ra ta lại công phu, muốn ngồi tĩnh lặng rồi ngao du nơi nào. Lẽ đã bỏ đồng bào dân Việt, người còn mê, còn điếc, còn mờ. Lẽ nào đâu lẳng lặng như tờ, ta quá hiểm, quá dơ, quá độc. Nỡ nào đâu bỏ dân bỏ tộc, để đồng chúng phải tiêu điều, thất lạc xa xứ. Lẽ nào trời đất không chưa, bây giờ ta bảo sớm trưa tỉnh thần, tỉnh đi tu, để trí tuệ soi ngần, để biết đường ngay lẽ phải, để về lần Như Lai. Nơi đây là cõi trần, ai có gì mà nhiễm mà cuồng sai bớ đời. Có khi giận chúng sanh, giận ba tánh đó, muốn cười lên rồi muốn giẫm đất kêu trời. Giận là giận cơ trời tới mà người không hay, chứ đâu có phải giận gió đông rồi lại giận gió tây. Hay là hung ếp rồi nay mày mới thâu. Răng tình dậy đi, bớ đồng bào ba tánh. Bằng sĩ chỉ cho cái cảnh gian tà ở nơi đây đâu phải là nhà. Nơi phương ấy mồ xa thanh thoảng, không có tu biết chừng nào nở cho mòn chó mòn. Chỉ có biết tu hành rồi thì mình đã hưởng trọn dứt thôi. Nay mai kết thúc đời rồi, đâu còn gì nữa mà ngồi mà trông. Nghe bần sĩ đi, rồi đạo đồng cũng vậy. Nếu mình muốn tu đó, mình phải bẻ gãy cúng đàn. Muốn tu hành đừng có nghĩ chuyện gian sang, hay tiền của lúa vàng đàn dâu cất. Muốn tu niệm thì trần gian phải biến mất, để theo thầy còn bảo vật bên trong. Muốn tu thương giống thương dòng, vững cây đại đạo trong lòng cao xa. Muốn tu niệm phải thiết tha tha thiết, đối với phàm đời tác giả điếc giả mờ. Để bên trong sáng rạng nên thơ, để đáp lại lời Phật chờ thầy đời. Nói với đồng đạo, mình tu đừng có sợ, đâu có việc gì ráng trả nợ cho rồi. Đêm về khuya đèn sắp trọi, để nấu sợ để rồi coi cho kỳ. Nếu có công thì trời trên quan hỷ, nếu mình làm được việc lành trong thế ký thành thân. Ngày nay được gặp đau bần, gặp thầy trở lại chốn hồng trần mừng vui. Thương ba tánh, coi vậy mà phôi phui đâu có thấy, tại bị du minh lừng lẫy phủ che. Tại người còn quá sợ e, tại người còn đặt bài vè sau lưng. Thấy như vậy mà rưng rưng nước mắt, nếu ta bỏ về rồi ai dẫn dắt qua đường. Dắt
người tu trở lại hội trường dắt hiền hậu qua bước trần thế. Như vậy mà chưa được về chầu Ngọc Đế, còn ở lại nơi phàm bi mỹ kế ta mà. Gần kề chớ có đừng xa, đêm nay dặn hết đạo nhà Bố Sơn. Vừa dặn đạo, vừa từng cơn nhắc chúng, vừa buồn hờn vì chúng cứ cúng tặng quà. Bằng theo từ phụ Thích Ca, sáu năm khổ hạnh rừng già khổ đau. Đâu có gì được, chỉ bữa cháo bữa rau. Lo bề học dân trời đạt quá cao nhiệm màu. Thương đồng chủng, thương ba tánh, mơ nói nửa ít câu. Thân này mòn mỏi cũng như nhịp mi cầu mòn thôi. Nhắc đồng đạo, để làm gương mẫu mực cho chúng sanh coi. Đừng có lấy thế lạm thảm đứng ngồi ráng trao. Cái tội của mình là mình tu mòn, cũng như thể mày giáo. Nói cho trò biết thì mau nghe trò. Mình tu học, đừng có bì so gì hết. Tình anh em đông đoàn kết, thanh minh. Đạo của chúng ta phái Bù Sơn nó quá hỡi nhiệt tình. Nay mai sẽ tình huynh kết lại. Thầy đã dặn trò đâu có đừng có cung nghinh lễ bái mà. Đối với sư phụ của mình, mình phải nguyện gái ở bên trong. Thương thầy con ráng gieo trồng từ bi nguyện độ thanh trong mới màu. Còn đối với chúng sanh, có nặng nề có mắng chữ nhiều câu, ta không buồn mà thương xót lại lo âu cho người. Đến kết thúc rồi đó, mà vẫn tư cừ diễu cợt, không có nhìn hoàng lãnh thổ này sẽ hao hết biết bao dân. Hao tinh, hao khí, hao thần, hao hồn vía rồi mất thân ra cho bụi. Đêm thanh tịnh ta nghĩ ta như chú cùi, đang giữa cái gia tàng đi chờ đợi ánh trăng. Về đi tất cả đau hằng, nhớ rằng cậu đợi chưa tròn trăng mơ trần. Đợi đi để đưa, để rước tất cả toàn phần, mà cảm thương bá tánh chữ, ta ngu đần mà thôi. Sau đây kết thúc đời rồi, để cho bá tánh nổi trôi kia kìa. Nếu không ai chỉ lối, đâu có biết nẻo nào gì. Không ai dịch diệt thì bên kia phải sai lầm. Không ai dịch rồi làm sao có tay cầm. Qua cầu, qua biển rồi nẻo xa xăm dịu dời. Vậy mà chúng cứ lạ lơi phối phách. Phật đã chỉ thiệt tình mà còn kiểu cách nghĩ si. Bây giờ lần phúc phân ly linh đồ ly biệt, đừng nghĩ si thêm buồn thôi. Ta cũng biết ta đã điên cuồng khờ dại, vì bởi một con đò bể hễ sông mê. Đã réo kêu từ sở tứ tề, tần sang khổ nam chưa được về an nghỉ. Vừa réo đạo vừa từ tâm hoan hỷ, vừa cứu giúp đỡ mọi người trong thế kỷ gây go. Hôm nay ta nói với trò, cũng như còn đợi con đò chưa lai. Đò còn đợi thì trò ráng nhé trò, tỉnh đừng say thì buồn lắm. Nhớ thầy dặn trò đừng có dẫm con thuyền. Nếu mình biết rồi một chiếc thuyền tiên thiền, nhỏ bé nhưng có viên vô cùng tân. Thương ông lái buổi này còn tiếp dẫn. Ông sáng mắt trí rất ngời, chứ không có lú lẫn dân ơi. Đừng khinh mang tội với trời,
sau này muốn mất xa vời nhìn trong. Nay bần còn đò hồng còn đợi, tại sao chúng sanh không trở về còn sợ sự gì? Sợ mất bạc tiền, sợ tu rồi gặp chuyện gian nguy, sợ địa thế rồi sợ quyền kỳ danh mất, rồi không hỏi lại không sợ nay mai mất đi rồi tàn tật, xác thân phải chung vùi hỗn cất nơi đâu. Bây giờ đừng sợ mất nhà lâu, mất tiền mất của lo âu làm gì, mất thân thể mất ánh quyền vị trong tâm già, mất linh hồn mất cao cả bớ đời, mất kinh mất lợi tả tới ngày mai kiếm được vậy thời như không, mất chính nghĩa mất đạo đồng mất trí, mất hoảng hoang mất quyền bí xa xưa, mất cái tâm linh mất tật xấu mà chẳng có chừa, mất bổn phận không lấy về Phật được. Sao không sợ mấy việc đó mà sợ mất cái gì nữa? Mất ngán mất người, sao người không sợ sau này không có phước nhờ anh? Còn ta xuống tới tay trần, còn ngồi còn đợi muôn lần từ đây, đợi mãi mãi phút giây rời ra, đợi cho đến mưa phong gió tạt tiêu điều, đợi sớm mới rồi trưa rồi lại tiết chiều, đợi mòn mỏi quạnh hiu buồn thảm nào. Thôi đợi người hết đến rồi còn chờ quý đạo, mau bước lên thuyền rồi thầy vào qua sông, lên thuyền nghe quốc đau đông, ngồi yên ta lấy qua sông khối gặp gần. Ráng tề chỉnh, ráng mà nhìn sóng nước, ngồi ngắm nga mực thước hẳn hồi, ngồi tỉnh đi bớ giống bớ nồi, dòng giống tộc bổ sơn màu nhiệm. Ngồi tề chỉnh đi rồi thầy tìm thầy kim, thầy lách qua ải sông buồn kính liệm sống dân, yên tâm tỉnh liễn hôn thân, ta lèo ta lấy cân phân một mình. Trò răng tu đi mày trí cho minh minh, thầy còn chờ đợi đem niềm tin cuối cùng, mặc ai đối phó lạnh lùng ta không có sợ ngày cùng đâu đâu. Trò đừng để thầy buồn mà mất đi một lý tưởng thâm sâu, hay một lời nói của trò mà không có nghĩa thì ta sầu muôn năm, chứ đâu phải sợ mất tiền mất của vàng gấm, sợ trò đánh lạc rồi thâm rồi thù. Nếu mà trò trả ơn cho thầy ráng cố công phu, sớm mai chiều biết sao ngao du liên đài, ta chờ đợi đêm chờ đợi tháng lụng cánh dài, chờ mãi chờ hoài cho đến tròn trăng, chờ rồi ta bút thi văn hò lơ hò hở mà hỡi khó khăn dập dội. Sông ca hát trên đồi ríu rít, chiều ở biển khơi giúp ích cho người, vậy mà đời đâu có vui tươi, ta buồn thảm con người muốn heo. Thôi đồng đạo ráng tu cho khéo, bụi quân tàn bền dẻo theo chân, thổ kia là bậc đại ơn, đánh mình như thể phết sơn trao dồi. Đừng có sợ dung bồi nở tanh, thầy chỉ cho cái cảnh gian tà, ta gần trò tư tưởng chớ không xa, đây phút cuối hải hà chi lường, đâu có phải giàu sang tìm muốn mà sung sướng, quay lại coi người bị vướng gai trong, sướng vui là hơi đau đồng,
biết tô biết tình biết giống dòng thân yêu, đó là sung sướng quá nhiều. Tình thương bác ái không có kỉnh kêu như phàm, sướng vui sao giữa cô đam, biết lo đạo đức biết làm thiện nhân, đó là sung sướng hơn ngọc lượng vàng cân. Không bài mưu mà lập mi kế, rồi hãy dân hãy người, sung sướng quá vui tươi cảnh Phật, không có còn bẩn chật như phàm. Mở miệng ra hiền hậu nói làm, không như thế nhàm tham chia rẽ, chứ đâu phải tìm muôn bạc lượng đó rồi nói tôi vui tôi vẻ. Đó là một sự mập mì mờ, rồi trò sẽ yếu chưa, đêm buồn chưa dứt cơn mưa, ta còn nói hưởng đò đưa chiến chiều. Thương bần sĩ ráng việc mỹ miều xa cách, nếu mà mình thương thầy rồi phải tìm viết mặt quà chung. Đêm nay đạo hành trung phùng, thầy ngồi vui vẻ hiệp chung thơ đề. Tôi đâu có gì tặng đồng đạo đâu, đâu có gì để là hậu thế mà kẻ hỡi cười chế. Không tiền, không lượng, không nặng nề vàng, chỉ có thơ, có lý phú đặng tập tuồng, chỉ có sự điên cuồng của nhà Phật say đi. Xuống đây đâu có sự gì làm buồn bá tánh, rồi ba tánh khinh khi chi bận. Nơi cho rõ, rồi phân vân từ chi tiết, chứ buổi này rồi sẽ kiệt không còn. Đợi chờ gì ối hỡi bà con, hay đồng đạo lo tròn quá nhìn. Đừng có sợ gì hết, ráng tu đi, mất thân này khó kim, vùi dập linh hồn rồi kính liệm âm ti, trở về tỉnh liên nghĩ si, thuyền môn đóng cửa rồi neo ai bi diệu dời. Thầy thương trò tuyệt đời chi xiết, còn trò thương thầy rồi thầy điếc hai tay. Chính thầy làm một tay sai, làm tôi làm mọi cho trò ngay rồi. Hôm nay đức cầu là ấy là bần sĩ vô danh, ngồi đây để triết minh triết mục từng chi tiết để phân tích rõ ràng cho tất cả trong ngoài cùng bá tánh nhân gian, cùng anh em đạo hữu đạo tràng chung nghiệp. Bao ngàn năm ông lão mới qua đò chiến chốt chốn mù xa vĩnh viễn, có lẽ ông lão không bơi đò rước nữa đâu, chung sanh ơi đừng cầu nguyện, ngay bây giờ đang kêu lớn tiếng không về, chúng sanh còn nơi bể ấy sông mê, sống cuồn cuộn lê thê trôi mất, tội nghiệp cho ông lâu đâu phải ngồi trên đò tiền muôn dấu cướp, ngồi để trong chờ các bậc cơ sinh, bơi đò chiến chót một mình, đò đưa quý khách linh đình giữa dời, đưa khách khổ lắm khách ơi đâu có hiểu, bơi qua sông nhiều điều tay chèo, tại sống bùa dân phải lái phải lèo, gió xuôi ngược thêm nghèo đò tới ta, phải bỏ bộ để rồi rồng ra phải chống cự với nước cuốn sông buồn ôi há nặng tay, có thương ông lão ngày nay thì về trăm nắng ngàn cay ráng hiền, nếu có thương lão hãy ráng mà đừng có lị phiền, quên tàn ta đợi kim thiền qua sông, nếu thương lão bớ đạo đồng chánh pháp, ta đứt bóng từ gió tháp mưa đơn, thương ta chứ giận chớ hờn.
bình thôi cho chặt keo sơn đừng rời. Lâu qua đây cũng gió Phật gió trời, say xuống thế chèo bơi ngày mặc kiếp. Có phước lắm thấy ngày trong có dịp, chớ bao nhiêu ngàn đời mấy kiếp tương đâu. Bơi đò lặng lội sông sâu, thuyền hồn nước mắt sông nâu tháng ngày. Chờ đợi khách trần ai chờ hoài không bước xuống, tại vì đời còn ham muốn nọ kia. Chờ chiều tàn đến rạng cánh khuya, thấy bá tánh còn rẻ chia giao đồng. Chờ người mà ta như trong mộng, chờ đợi người hoài mà người nghiệp cộng quá cao. Bây giờ không có điêu rau, bây giờ ông lão bôn đào sắp lui. Trăng sắp xế bùi ngùi vô hàng, đò còn chờ gặp càng gặp cây. Nấp bóng từ để chờ đợi đức tổ thầy, nấp đợi khách canh chề phân lăng. Hôm nay ông lão gần về rồi, thuyền tỉnh kia chờ săn. Thì ta sắp giả từ người thấm mặn từng câu. Ở lại đừng có đau sâu, trần gian đâu có gì đâu mà lầm. Nếu thương lão rằng bước xuống đi rồi coi cái dầm ta đang lay. Bơ chúng sanh trai gái ráng về, bấy năm xưa kẻ sở người tệ, nay kết thúc không về bỏ mang. Kìa sông trần còn khúc sâu khúc cạn, tại sao con người không biết bảo vàng hy sinh. Ngày nay ta quá chí tình, vì dân lệnh Phật mới linh đinh như vậy. Chứ đâu có phải xuống đây rồi thiếu nợ ai mà chẳng có hay. Hay là thiếu nợ ở đông ở bắc, rồi nam tây bớ đời. Thôi nhắc ít tiếng đặng tách rời xa bên, còn ít câu để gửi cho đạo mến hay người hiền. Nói rằng ta đang lái kim thuyền, thuyền đại đảo của thuyền tiên nơi bạch ngọc. Cực khổ lắm trong ơn này trằn trọc, chúng đã bôi xóa ơn dài cực nhọc lão ta. Kỳ này thành bãi ta mơ, không ai chờ nữa bớ người ta ngày ta. Lên thuyền tịnh đâu có đòi lụa vàng tài vật, hay ông lão ông giật hết tiền ông đem giấu cất dưới hầm khoan. Biểu chúng sinh bỏ của bỏ vàng, thân mình trỗi thì đò toan đưa rước. Mang đức ân mang đầy hổ phước, mang duyên với Phật với Ngài mới được hồi quy. Lên đò lẻ lẻ mau đi, sông trần sắp búa rồi cảnh gian nguy gần kề. Đây sắp tới ê chề đau khổ, đâu có còn ngày mà phổ độ như xưa. Bởi chúng sanh mỗi tật răng mỗi chừa, nếu ở lại rồi ta tưa ra từ manh. Cứ say đắm biển trần đây là cảnh, cứ gặp ma theo ý của ma tà lấp lánh bao dây. Bớ này ba tánh gái trai mê xa tài vật, rồi ngày mai tan hồn. Muôn thế sự đâu có gì được trường tồn đâu quý vị. Chỉ cho người khôn ngoan hiểu lý mới được còn. Ta trong hoài sức mỏn hơi mòn, nay tận diệt đâu có còn gì kêu reo. Sao quán tiếc không có chê thuyền nguyên thiền miếu, sao trong đời vô cùng ai khéo léo rước dân. Đưa người về bên tân dân,
xin cầu lấy Phật lại thần từng đêm. Chúng sanh bối bát nhiều niềm làm cho ông lão lại thêm buồn sầu. Thôi, kêu bốn bể năm châu phải cố gắng. Bây giờ lão kêu lên thấu mấy từng trời có hiểu đặng hay chưa? Mau về xuống để đò đưa trễ rồi bão táp giông mưa nặng nề. Khi này khổ lắm, thay chết ê chề, làm mồi cho thú, làm mê cho trần. Kỳ này phải chịu khổ ắt trăm muôn kiếp nhiều lần, người đâu có biết mây dần án ngang. Nếu mà la lên là thở rồi than, người ngu tưởng cầu xin vàng xin muôn, xin thế hệ đừng có cuồng si ngu nữa. Xin thiên liên trời mở cửa hộ trần, xin chúng sanh tịnh liễn hồn thân cho chặt chẽ rồi về lần ngôi thiên bao. Đó là xin thật là chu đáo, chứ đâu xin bạc xin tiền mà đầu cao gớm ghê. Bây giờ nghe cậu chăn chê, sau này tỉnh dậy rồi về buồn hiu. Ông ơi ông lái đò chiều, ông về bên ấy trò quạnh hiu một mình. Giỏi tay đâu có được nữa mà hỡi cầu xin, bao nhiêu trăm kiếp nặng tình xuống đây. Mà chúng đâu có biết được, ta đâu có phải nói ta là Phật, là Thầy, là một người đau khổ nhất trong canh chày hạ nguyên, là một bậc vị đau thương nhất mà chẳng không sờn. Trí minh còn sáng rồi tinh thần cao hơn ngày nào. Có gì đâu có tánh đồng bào, đâu có xin xu xin cắt mà gào mà la. Cảm ơn ánh đuốc phổ đà, cảm ơn người dịch việc cho mình không bị mù sa mịt mờ. Vậy mà không biết nữa, ta giúp cho mình được hiếu thảo nên thơ, giúp mình được qua bến sang bờ giang quý. Vậy mà mình ngược lại khinh lễ đi, thì làm sao kết cuộc nghe tì tì tiếng đời. Ông lão ấy buồn lắm đó. Tất cả quý vị chúng sanh ơi, đừng giận đừng hờn, để nghe lão khải từng cơn tiếng đờn. Đờn kêu khổ não nào sơn, ta còn lo sợ từng cơn cho trần. Đờn kêu không biết bao lần, kêu nam kêu bắc sợ tầng kêu luôn. Đơn kêu đất thảm trời buồn, tớ đây rồi ba tánh điên cuồng xác xơ. Đơn kêu sắp đến bây giờ, tại sao mà mãi tôn thờ yêu ma. Đơn kêu đâu có người ta nữa rồi, tiêu hết dây mà còn đâu. Đờn kêu quỷ khóc thần sầu, đờn kêu não diệt canh thâu kìa kìa. Đờn kêu chút nữa ta về hồi cung lãnh thượng canh khuya cho nhàn. Đờn kêu đừng buộc đừng ràng, đờn kêu bá tánh trần gian nguy rồi. Đơn kêu vắng bóng người ơi, nhà không ai ở núi đồi còn lắm. Đơn kêu mây án phước trăng, đơn kêu mây nhược sang bằng tối thâm. Đơn kêu oán hận thù thâm, tới đây rồi đợi nhiều năm coi đời. Đơn kêu bụng rụng chưa bời rồi, đờn kêu ông lão chưa dậy thời. Đờn chi chưa ta đờn giáo khúc bla.
mà khi bỗng rồi khi nguy chứ không được. Đờn thiếu sắp mở chứ nhà dương, ai khôn mà tìm lỗi chứ tìm đường thoát ra. Đờn kêu quỷ diệt trần đàn, chúng ơi sắp lạnh chưa hậu mà quả căng. Đờn kêu chắc thảm nhân răng, đủ bài mà đủ bản chứ sang bằng lập mà dân. Đờn kêu khi sợ khi tầng, ta đờn Nam Việt mấy lần biết không. Đờn kêu bá Nhật đưa lại trong, ta đờn cho giống lại chưa giới vòng được nghe. Đờn kêu dây đến mùa hè, lần tay tính lại sợ e quy nàng. Đờn kêu rụng rớt chưa sớm mơ làng, đầy đường mà đầy đông chưa tràn lãng bơ trần. Đờn kêu hao hức bao phần, vậy mà không biết con rần rần làm chi. Chưa ta đờn khúc hát lắm mà ly, đờn kêu thông báo dĩ kỳ ác ngáo. Đờn kêu đừng có bồn tròn tớ đầy lấp biển dời còn biết thân. Đờn kêu rổ rổ rần rần, đờn kêu sắp đến chưa giặt tầng băng sang. Đờn kêu kéo dọc kéo ngang, rồi rồi thấy đó rồi lẫn ban khóc rồng. Đờn kêu ta quá não nồng, nức nở chưa tấm lòng mớ dội chưa đợn ra. Đờn kêu quyết liệt chưa vậy mà, tay chân run rẩy thân già biết sao chưa cầu đơn. Dần trang chưa mà trao, đờn kêu tất đất ngọn cao chứ không mờ con. Đờn kêu núi nổ chưa còn mòn, biển hồ sắp cạn chưa người còn rồi hay ở không. Đờn kêu ứng hiện tây đông, trời còn rơi lệ Phật khóc bà rồng sâu bi chưa cầu đời. Lắng tắng lì tí đờn kêu mỗi dịp sự gì cũng ra. Đờn kêu kêu hỏi từng nhà khôn ngoan lập đức sao mà nhờ thân. Đờn kêu chưa rổ khổ chứ rần rần, đờn kêu sao cuối mới cần Phật thiên. Đờn kêu đến sự không hiền rồi đây sắp loạn tư phiền ạc ào. Đờn kêu cung cấm sang vào, khôn rồi ráng lanh chứ ráng ở nào. Nhờ thân đờn kêu bảy nhật tôi ở tâm, ta ngồi tính lại chưa giờ gần không xa. Đờn kêu ôi hỡi vậy mà, đờn trời mà ta khải rồi thiết tha gian dài. Đờn kêu chúng gấp tranh tài, trời đà
diệt từ trong ngoài thi ở nhau. Đơn kêu đức cầu đang ở đâu, cuồng điên sắp tới rồi ba đào búa ở dây. Đừng kêu động tới cõi thầy tiếng đờn, mà đâu có sợ dây bỡ ở trần. Đờn kêu xa lại kêu gần, kêu rằng sắp bị chưa giặt tần sang nam. Đờn kêu khổ lý răng cơm, đau thương ráng nhớ cứ làm thiện ở yên. Chứ đờn kêu sắp quỷ chưa trần ở miền, đâu còn gì nữa mà của thiền trong mưa lo. Đơn kêu đau khổ không no đói, đau sắp tới lớp bò gian cơ. Đơn kêu nói đến bây giờ, đau không thuốc uống biết chờ mấy ai. Đơn kêu trong nắng ngàn cái vậy mà, cô bác cứ cuồng sải chơi ở cười. Đờn kêu dạ dạ chứ ừ, cho quá mà bụi khổ chứ tìm mà người đau tim. Đờn kêu sắp đổi trần miền, đờn kêu sắp lập cánh tiên. Bây giờ thì là phẳng lặng như tờ trần gian, mà rủi hết thiên giờ mới sống. Đơn kêu đừng có cuồng ngông, đừng nên chờ đợi ngóng trông làm gì. Đơn kêu nhiều nỗi sầu bị rồi đầy rơi rớt, ly bị ngộn ngang. Đơn kêu núi ra thành hang, lửa đâu mà bốc cháy trên đàn sát sơ. Đơn kêu không biết chứ thôn mà thờ, rằng mà phải khổ chứ riêng mà giờ làm sao. Đêm thanh tịnh ta trao lời lẽ, không phải ngồi thiêu vẽ đâu trần. Nói cho người giữ thảo ân đặng nhờ phút cuối đăng hồn thân nhẹ nhàng. Đâu phải cầu mê vàng mê lụa, ngồi để trao tài của thiên nhiên trao cho đạo sĩ lương hiền, hay là ba tánh láng giềng gần bên. Đâu phải ta dành tên mà trọng tuổi, đâu phải ta mong rủi tìm mãi xuống đây. Giờ Phật Như Lai thấy đời trăm đắng ngàn cái chứ phê ở dùm. Nếu không khéo miệng hùng nuốt ca hết, chúng sanh nơi cái chết cần kề. Đờn kêu ba tánh ủ ê sống đi rồi đợi năm giây kia kìa. Mùa hè đến canh phía rồi biết, cõi ai còn ai kiệt ai tan. Cõi đâu xóm lại với làng, chỗ nào hiền hậu mà chỗ tan chỗ dinh. Mùi thân dậu linh đinh bể khổ, không có nơi có chỗ chữa nương. Vậy mà ba tánh không tường, đau bần thấy biết rồi tan thương chứ buồn sâu. Đừng có tưởng bền lâu nơi thế, dùng âm mưu mỹ kế gian tà. Ôi thôi hãy giết từng nhà sau này, mà lạnh lấy chứ kia cả phải ở mang. Nghe lời được xôn tan chịu liệu, nếu bỏ qua cam chịu nghe chưa. Tử đây khắp bội chứ mây mưa, lốt thì dòng mơ bão rượt bạn trưa nắng luôn. Nắng đột cháy lập tuồn qua hội, mà mưa từ trên triều nổi xuống đây. Mưa đông gió táp phúc bờ chày, để rồi rửa sạch trần nái nhé.
nói hết tiếng rồi khan hết ta giọng. Chỉ mến thương trong mộng say lòng, chúng sanh không chịu tu tâm làm sao tồn tại mà tâm được ra. Ráng chờ đợi dê về ba tánh, lửa thiêu dê biết lánh nơi đâu, cháy queo lông lại cùng râu, dậm chân mà hé tiếng đồ âu sâu sừng chuối. Có cao sừng lắm môi cũng khổ, đâu biết đường biết chỗ mà chúng ta đây chánh thật đau khung. Bây giờ ta chỉ cho dùm nhớ thân, đừng có phe hùng thần hùng gì, hãy cao xa cũng bị lưới trời từ đây khổ lắm dân ơi. Sĩ bần điên dại rồi kêu trời than ở gian, dân sắp khổ gian nan gấp bội mà làm động thôi triều đổi lễ dài. Quan âm ngự tại liên đài, ngày rơi nước mắt ngày quái ly thân. Thương ba tánh rần rần chi xiết, thấy bất cười mắt điếc tai ngơ. Tại sao Phật chẳng tôn thờ, phải đi rồi đem ma quái rồi đem ma tới đây nha. Thôi bần sĩ thiết tha chút xíu đờn, tặng ban quà điếu để coi. Đây rồi trôi hết vàng thôi, đừng nên chốc mó rồi cối mồi chờ ở trong. Ta chỉ thương tấm lòng hiền hậu, thương chúng sanh ấn dấu rõ ràng, buồn cho cái lũ hung tàn. Tới đây rồi chịu cơ hàng làm sao, nhưng nó khổ trời thôi cũng khổ, nó biệt ly trời thảm biết bao. Nói cho ba tánh đồng bào chúng sanh mà sắp đó rồi làm sao bia giờ. Không đi bằng sĩ đờn mấy câu thấy cũng là não nuột, vì chịu không có nổi với một cảnh gian khổ tới đây, thì quý vị nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ bo tay mà ngồi đó, chẳng lẽ câm miệng không nói sao? Mà nói thì đặt rằng nói dối ăn tiền, quý vị nghĩ hay sao? Lời khuyên bổn đạo của các bậc ngày xưa, bây giờ khuyên là khuyên như thế nào? Bổn là tại sao gọi là bổn? Bổn lai diện mục, bổn phận con người, giữ ánh đạo vàng hiếu trung nhân hậu. Chứ đâu phải rằng nói bổn đạo là cao lắm sao, thấp lắm sao. Phân biệt vàng thau cho chúng tường, chỉ rành quyết mạch để tâm bương. Nẻo nào si thành hay dinh nhục, hạ mình tu đạo chớ còn cương. Chỉ nẻo cho trần để thôi lui, si mê cạnh trượt niềm độ mùi. Mấy đời báo kiếp không có tận, bây giờ kết thúc vẫn còn vui. Vui mài cảnh này mất hồn thân, vui chốn Tây phương Phật kề gần. Vui mới tối lại ôi buồn thảm, mà người đâu hiểu lý phân dân. Bần sĩ đêm nay rất là buồn, buồn cho thế hệ sắp lệ tuôn. Nào ấy có biết thân ta khổ, bao năm xuống thế kiếm cội nguồn. Tầm phắng mối đạo phái Vũ Sơn, coi thử còn vui hay dần hơn. Có nên tiến hóa hay lui bước,
có gần mấy chở hành theo sơn. Lặng lặng ngồi nghe hỡi ta phân, chỉ cho sắp quỷ chốn hồng trần. Tại tạo gieo chi thì hưởng nay, đừng nên gieo Phật giới cầu thần. Lặng lặng đêm nay lệ chảy dài, thương buồn bá tánh hỡi trần ai. Thương là số phận ngôi mồng mèo, chúng sanh sắp phải hướng ngục đài. Hôm nay bừng sĩ Duy Anh có đôi lời xin kính nhắc, và mong tất cả quý vị thông cảm qua những tình huống gì đạo sĩ bần cuồng điên nơi thế khổ. Biết gì mà nói bây giờ, chỉ san sẻ buồn vui với đạo mà thôi. Cùng một ít đôi lời để san sẻ qua với những người ưu tư sầu muộn mà mê bết đến chuyện hồng trần, âu lo tài vật, bị nước cuốn gió trôi, bị chìm đắm nơi dòng suối trượt, không biết, không âu lo, mà để cuồng dòng, để ngưỡng dòng, để cao dòng, để cho ta là tất cả, không ai hơn bị được. Ta đã giàu, ta đã có, ta đã tài sản địa vị uy quyền, ta sẽ nắm trong tay, cũng giả hết đó, cũng là hư ảo hết đó. Tất cả quý vị, có gì đâu, nghe đi đôi lời của đạo khùng sinh bi thiết. Phân dân chân giáo rõ ràng, cả kiều bá tánh xóm làng, đâu đâu chưa bây giờ thức dậy canh thâu nghe bần luận đạo, đâu đâu ráng thầm hiểu thêm chứ có sai lầm. Quân tàn rồi khổ chứ rồi thầm sao ra, bây giờ ta kiếm người ta lửa hoài lửa mãi vậy mà cũng không rồi sao. Trở lại đại đồng lấy chi mà giao đến tàm tông thánh đường. Buồn thay khổ ải thế lương, làm sao ta lấy phụ trương khuyên đời. Khổ đau sắp tới dân ơi, bây giờ ta nói cơ trời tối thay, nói tỉnh rồi lại nói sai, nói mãi nói hoài như thể cuồng điên, nói chung chẳng có nói riêng, nói rồi lại có để khuyên người lành khuyên tu, cúi bại đầu gành ráng tu rồi lại làm lành nhờ thân. Bây giờ bần sĩ phân dân rõ thông nguồn cội chiên, cần mau mau nay mai sụp đổ cụ lâu giáp dòng, phải bi lị máu đào tuôn rơi, nói thiệt không phải nói chơi, ngọ mùi thân dậu lập đời đó dân, lập rồi cái hội tân dân, lập rồi cái đại phong thần kỳ ba. Bây giờ ta mới nói ra sắp đây mở hội long qua bớ người, lộc ai phước đức cao dư đặng mà lập lại con người thượng quân. Nói ra có kẻ buồn hờn, ta đâu có sợ kẹo sơn. Được rồi, nói đi nói đứng nói ngồi, nói rằng nứt nắp bể nồi rã hay, nói rằng cuồng loạn nghe hân say rồi đẩy cháy hết. Được quay chỗ nào bên Tây rồi lại bên Thảo, bên Anh bên Nhật mà cũng nhào tiêu diêu. Không mời ắt cũng đến chiều, Mỹ Nga cũng vậy mà Mỹ miều cũng sang. Bây giờ tức tức tình tan, nói chung thông nhất già vàng. Ai ơi nghe đi rồi hiểu cơ trời, ta đây nói chỉ một lời mà thôi, nói người bác béo như vui, ta đây xuống thế làm tội, ta về ta đây đâu có làm hề giúp cho ba tánh tư bề ngợi khen. Bây giờ còn mãi đua chen tới đây, tắt đốt cắt đèn tối thui, để cho cô bác ham vui nếm sự bùi ngùi, rồi phải đắn đo bảy ngày không được mà no, đau thương phải chịu lết bò âu rên, rồi đây mất tuổi mất tên. Bần hèn nói vậy đừng quên, nghe người sống đi rồi sẽ vui thôi, coi đời lập dĩ coi người ra sao, coi ai thấp rồi coi ai cao, ai sắc ai màu lợi lạc đua chim.
coi ai trí sáng như đèn, coi ai tù tội trong then chốt gầy, coi ai là Phật Như Lai, ai thầy ai tổ, ai ngài ai ở đêm, coi ai thù hận thù hiềm, coi ai ghét bới mà ghi thêm tội trời, coi ai xa rồi lại ai ở dời, ai đảo chứ ai ở đời, rồi phân tất cả ai. Buồn đời trăm đắng ngàn cay, bằng buồn thế sự ngày mai muốn lìa, nhưng thôi ta chẳng chịu về, bá gia còn khổ kia kìa làm sao. Ở đây để có riêu rau, đắng gạo đắng thét chứ bồn ở đào chứ độ dân. Ở đây để có kề gần, chỉ cho mà dân biết lũ tần gần sang. Ở đây tích tích tình tán để rồi nói hố nói hang khoan hò, nói tụi nó là diễn cái trò quá dở lết ở bò chưa tiêu diêu. Đây rồi như sợ bung thiêu thế gian, ôi hời như rìu trôi sông vậy mà không biết còn trong ta đây thương giống thương dòng làm sao. Thương tất đất ngọn rau tiêu diệt mà thương những người ly biệt, không hay phương Đông rồi lại phương Tây, Bắc Nam cũng loạn chưa đầy một hơi. Ta đâu dám lộ cơ trời ta cuồng, ta nói mà ta ngơi phút nào, nói bên Tống rồi nói bên Tàu, nói Tây nói Nhật rồi nói Nha Màu, nói Ả Lưu nói cho người biết công phu, nói cho người biết ngao du chiêu liên ở đài, nói đêm nói tháng nói ngày nói mãi nói hoài, ta chẳng có ngưng nói rồi ta lợi nơi rừng. Trong đêm thanh tĩnh trong chừng từng cơn, ta đâu có muốn thua hơn sĩ bần, đau khổ còn hơn những gì. Tại buồn nước mắt lâm ly nói cho người biết vậy thì người ơi người đừng có hở mê chơi, tới đây động đất động trời thiết cỡ ta bao giờ khói lửa được qua. Chúng sanh tỉnh dậy vì vậy mà mới yên, còn không sẽ bị tứ phiên ạt ào trói buộc liên miên tới rồi. Tớ ở đây đổi núi đổi đồi đổi sông đổi biệt, đổi ở hồi mà đổi ở thanh, đổi kẻ giật rồi đổi ngừa dành, đổi phải gặp gành bốn biển năm châu, vậy mà người có biết đâu tới đây đổi quá địa cầu rồi ở sông đổi hướng bắc rồi đổi tây đông, đổi vua đổi chúa đổi ông trở về, đổi kẻ sở rồi đổi hư thề. Nói cho mà bà tanh ráng về nghe chưa, đổi bão táp rồi đổi mây mưa, đổi chiều đổi sáng ban trưa liền liền, đổi bạc rồi lại đổi tiền đổi sớm, đổi chuyện dòng giống đổi luôn, đổi cõi rồi lại đổi nguồn, đổi kia đất thảm trời buồn mờ luôn, đổi đạo sĩ công phu đúng bụi mà đổi, đôi lời cắm củi nghe theo, đổi cao sang đến lúc chưa hiểm ở nghèo, đổi tri sáng sắp đây ngu muội, đổi tỏ rạng thành cây đuốc vui, đổi nhà lầu ở bụi ở bờ, đổi kẻ ngu rồi lại kẻ khờ, sao thành trí nên thơ của Phật, đổi các vị xưa kia tàn tật, sao thành nguyên bảo vật trân châu, đổi chúng sanh năm bãi nhà lầu, sao vất vả ăn xin nơi chờ, đổi ba tánh ôi đừng có sợ, trời đổi rồi trả nợ cho xong, đổi tam quân đến đại đồng, đổi thế giới hòa trọng lóng được, đổi hết tình đời cốt nhục mà đổi giống dòng đổi đục đổi trong, nay mai đây đổi hết trần hồn trời lập vị tây phương tại thế, đổi những kẻ âm mưu nhiều kế, sau này trời đã phế võ công, đổi hết rồi đừng đợi đừng trông, sao thất bại long đông giữa biển,
quân tàn thế đem ra trình diện, đây trời tru đất diệt nay mai, đừng có xưng anh ba anh tài, mau niệm Phật Như Lai mới ổn, ta chỉ cho tròn viên trọn bổn, đời gian nguy nguy khốn gần kề, chờ đợi đi đến lúc con về, hai khi đó gà kia sắp ta gây, thuyền bắt nhã chính tay ta lấy, đừng có phận trai gái nghèo hôn, ai ngoan ngoan lo giữ linh hồn, ta nói trước rồi coi sẽ có. Ngu muội quá nghe rồi lạ ô, mà lấy Phật trời bỏ xó không tin, nay mày đây quỷ diệt chính ở mình, sấm sắp nổ ảnh nằm gian thầy, bị lu mờ không tu nào thấy, xa bẫy rồi lần lấy không hay, đi đạp nhầm kẽm lại trong gai, mà tưởng nọ thứ lai tốt quý, ta thương xót những người không trí, ngồi trên thôi vàng ký triệu châu, mà nô lệ như thể thú trâu, bắt cày bừa người đâu có biết, nói cho rõ đây là mãnh liệt, sắp sang bằng cương quyết rất thôi, tình đệ huynh ráng nhớ mà ngồi, nghĩa thủ túc ráng bồi cao cả, ta đã nói quả căng sắp trả, nay bần khuyên cao cá nếm mơ mùi, giúp chúng sanh đừng có mê vui, mà trời đất thảm tối thui sắp tới, ta nói đây khắp miền thế giới, nói là đời đổi mới nhu cầu, đổi chúng sanh đổi quả địa cầu, và đổi bốn bể năm châu trở lại, đổi làm sao đừng chia phe phái, mà đổi hòa chung ngôi hải vô biên, đổi chúng sanh thích tú làm hiền, mà đổi huynh đệ thường xuyên sum hiệp, phải tự tay đắng tu cho kịp, mà có ngày này một kiếp đó thôi, trả đi xong rồi hãy về ngồi, nay bần sĩ là tôi kính khuyên.